Xin chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay cô và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học bài học tiếp theo. Đó là bài học số 3 trong chương trình tiếng Anh lớp 3 Global Success của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhé. Và trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài số 3 nào. Are you ready? Let's get started. Unit 3, Our Friends. Như thường lệ, trước tiên cô và các bạn chúng ta sẽ đi ôn lại các từ vựng của bài học số 2 trước nhé. Okay, here we have Ling, Mary, Nam, Bill, Name, Old, My, Your, Her, His, She, and He. Okay. Và chúng ta sẽ di chuyển ngay sang phần từ vựng của bài học số 3 thôi nào. Let's go the vocabulary. Now, listen and repeat. Các bạn sẽ nghe và nhắc lại theo cô nhé. Miss, miss, m s miss, đây chúng ta dùng để có nghĩa là cô, đấy chưa nào? Miss, mister, mister, ông hoặc là ngài, đây nào? Hoặc là nếu mà để miss thầy, ok chưa? M r mister. À, ở đây chúng ta có nhân vật Mr. Long là thầy Long, được chưa nào? And Miss Hoa là cô Hoa, ok? Friend, friend, bạn. F-R-I-E-N-D, friend. Người bạn của mình ấy, được chưa nào? Bạn, friend. Teacher, teacher, T-E-A-C-H-E-R, teacher, cô giáo, giáo viên. À, đây chúng ta có these, these, T-H-I-S, these. These, đây là chúng ta dùng để chỉ một vật ở gần, ở cự ly rất là gần, được chưa nào? That, that, T-H-A-T, that. Ở đây chúng ta sử dụng từ that để chỉ một vật ở xa, một vật nha các bạn, số ít, được chưa nào? That, T-H-A-T, that. It, dùng để chỉ một vật, một con vật hoặc một đồ vật, được chưa nào? Nó là, ok? It is, nó là. I-T, it. Yes. Ở đây là từ có hoặc là đồng ý khi mà chúng ta muốn bày tỏ quan điểm của mình hay là ý kiến của mình, đồng ý về một vấn đề nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng từ yes, tức là có hoặc là đồng ý. Và trái ngược với từ yes, chúng ta có từ no, no, không hoặc là không đồng ý một việc gì đó. Được chưa nào? Vậy thì từ vựng của chúng ta hôm nay sẽ có Miss, Mr, Mr. Long, Miss Hoa, yes, no, teacher, friend, it, this, and that. Okay, now, one more time. Miss, Mr, Mr. Long, Miss Hoa, yes, no, teacher, friend, it, this, that. Ok, đó là toàn bộ từ vựng của unit số 3 các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau sang phần cấu trúc để xem trong cấu trúc của bảng số 3 chúng ta sẽ có gì nào. Structures. Trước tiên, chúng ta có sử dụng cấu trúc this is và that is để giới thiệu về một vật nào đó ở gần hoặc là ở xa, hoặc giới thiệu về một người nào đó ở gần hoặc ở xa. Đó chính là this sẽ đi với is và that cũng sẽ đi với is. This is chúng ta dùng để chỉ ở cự ly gần và that is chúng ta dùng để chỉ ở cự ly xa. Đó chính là ví dụ. Ở đây chúng ta có this is
Bạn gì đây cả lớp? Bạn gì đây các bạn nhỉ? Rồi chúng ta sẽ sử dụng có trong này, các bạn ghép vào đây giúp cô nhá. Nào, and that, right? That and this. Được chưa nào? Tiếp tục, cấu trúc thứ hai chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc is this hoặc is that cộng với được chưa nào? Cộng với tên người mà chúng ta muốn hỏi để xem đây có phải là bạn đó hay không. Được chưa nào? Ví dụ như chúng ta hỏi ở cự ly gần, chúng ta sẽ sử dụng là is this cộng với tên mà chúng ta muốn hỏi. Hoặc ở cự ly xa hơn thì chúng ta sẽ hỏi là is that, được chưa nào? Cộng với tên mà người mà các bạn muốn hỏi. Nếu như đúng thì chúng ta sẽ trả lời là yes, it is. Và nếu như không đúng, chúng ta trả lời là no, it isn't. Và chúng ta sẽ đính chính ở đằng sau xem bạn đó là bạn gì. Được chưa nào? Ở đây cô Dung có ví dụ, chúng ta cùng nhau thay thế vào mẫu câu để hiểu rõ hơn phần cấu trúc này nhé. Ví dụ như ở thứ nhất, is ở gần đúng không nào? Chúng ta sử dụng là this, right? Is this link? Đây là link phải không? Được chưa nào? Đúng đúng không các bạn? Chúng ta sẽ trả lời là yes, it is. Đúng vậy. Được chưa nào? Ở bức tranh thứ hai ở đây chúng ta thấy là chỉ rất là xa đúng không? Chúng ta sử dụng là that. Is that Minh? Kia là Minh phải không? Không phải đúng không các bạn? Chúng ta sẽ trả lời là no, it isn't. It's Nam. Không phải. Đó là Nam. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ hỏi tiếp. Is it Lucy? Yes, it is. Is that Bill? No, it isn't. Is Ben? Đúng không nào? Kia có phải là Bill không? Không phải. Đó là Ben. Đây có phải là Lucy không? Đúng rồi. Ok, được chưa nào? Rồi, vậy thì cô Dung tóm tắt lại ở bài học số 3 này. Các bạn sẽ có cấu trúc cần phải ghi nhớ. Thứ nhất, sử dụng cấu trúc this is và that is để giới thiệu về một người hoặc một vật ở gần, cự ly gần hoặc là xa. Chúng ta sử dụng this is để giới thiệu về một người một vật ở gần và that is để giới thiệu về một người và một vật ở xa. Tương tự, chúng ta có cấu trúc hỏi xem đây có phải là ai không hoặc kia có phải là ai không. Nếu như ở cự ly gần, chúng ta sử dụng là is this cộng với tên người mà chúng ta muốn hỏi. Và ở xa, chúng ta sẽ có is that cộng với tên người mà chúng ta muốn hỏi. Nếu đúng, các bạn sẽ trả lời là yes, it is. Và nếu như không đúng, các bạn sẽ trả lời là no, it isn't. It's cộng với tên cái người mà tên đúng ở đây. Để cho, tức là chúng ta đính chính lại cái thông tin. Được chưa nào? Vừa rồi cô đã cùng với các bạn làm quen với từ vựng của bài học số 3 và phần cấu trúc. Các bạn sẽ về nhà học bài và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo nhé. Bye bye!